Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy cực kỳ thông minh và đa năng. Với một trong vòng khoảng 1 phút có thể cho ra được nhiều sản phẩm khác nhau. Bây giờ chúng ta hãy thử nghiệm điều đó. Trước tiên chúng ta sẽ cho vào 4 máy, mỗi máy 80ml sữa. Kế tiếp, máy đầu tiên chúng ta sẽ cho vào một gói trà Lipton. Ta đang làm món trà sữa Lipton. Món thứ hai chúng ta sẽ cho vào một ít bột matcha làm trà sữa matcha, hay còn gọi là trà sữa trà xanh. Món thứ ba chúng ta cho vào đó là bột cacao. Đó là món sữa cacao. Món thứ tư thì chúng ta cho vào sữa đặc. Món thứ tư thì ta làm món cà phê sữa nhiều tầng. Và đối với sữa đặc thì chúng ta cho tất cả vào 4 máy, mỗi máy tầm chừng khoảng 2 muỗng cà phê nhỏ. Sau khi hoàn thành các thao tác, chúng ta đậy nắp lại và nhấn nút khởi động. Nút của chúng ta màu đỏ được chuyển sang màu xanh là nó đang bắt đầu khởi động. Máy chúng ta có 3 chức năng chính, đó là vừa khuấy, vừa trộn và vừa gia nhiệt. Nó trộn nó làm cho các nguyên liệu hòa tan lại nhau. Khi mà chúng ta uống thì cái ly nước của chúng ta được hòa nguyện hoàn toàn lại vào nhau. Vừa đánh là tạo ra các nó đánh để tạo ra các loại bột. Chẳng hạn như các bạn thấy đối với ly sữa, để đưa cái đặc này hòa nguyện. Khi nó đánh nó tạo ra các loại bọt li ti, nó làm cho cái tăng hương thơm của cái thức uống của chúng ta. Cái đặc biệt cuối cùng đó là máy nó có sự gia nhiệt từ nhiệt độ thấp tới nhiệt độ cao. Nó sẽ gia nhiệt tới nhiệt độ 65 độ C thì nó sẽ tự động tắt. Khi mà chúng ta ở quán, chúng ta kêu một ly thức uống thì quán thường cho cái thức uống của chúng ta vào nước sôi trước rồi đánh lên, như vậy thì làm cho thức uống của chúng ta bị mất đi nguồn nhiên liệu rất là nhiều. Khi mà nó có quá trình gia nhiệt này thì cái thức uống của chúng ta hòa nguyện vào trong sữa hoặc trong nước, nó sẽ làm cho thức uống của chúng ta tăng thêm mùi thơm và thơm ngon hơn, bổ dưỡng hơn. Hiện tại thì 4 loại sản phẩm của chúng ta đang bốc hương thơm lên, mỗi loại một hương thơm khác nhau. Như các bạn thấy cái độ khuấy ở trong của máy. Chiếc máy của chúng ta được thiết kế cực kỳ thông minh, khống chế ở nhiệt độ 65 độ C. Khi mà nó vừa đủ 65 độ C, máy sẽ tự động tắt. Các bạn thấy mỗi máy là một thức uống và một màu khác nhau. Cái cacao là một loại thức uống rất là khó pha, nhưng khi mà chúng ta pha bằng cái máy đánh sữa của chúng ta thì cacao sẽ tan đều vào trong nước hoặc trong sữa. Nó sẽ làm cho chúng ta khi uống thì nó sẽ hòa nguyện cacao với sữa lại với nhau. Máy chúng ta đã hoàn thành và tự động tắt. Bây giờ chúng ta sẽ cho sản phẩm ra ly. Ly đầu tiên là cà phê sữa, nhưng mà chúng ta sẽ chưa cho cà phê vào. Ly thứ hai là sữa cacao. Như các bạn thấy đó, lớp cacao của chúng ta hòa nguyện vào trong sữa, không hề có những cái lớp bọt, lớp hột li ti của cacao khi mà giống như chúng ta pha bằng tay. Ly thứ ba là trà sữa matcha với một cái màu xanh dịu nhẹ, kích thích cái vị giác của chúng ta rất là nhiều.
Ly thứ tư của chúng ta là trà sữa Lipton. Mỗi màu là một đặc trưng khác nhau của các ly. Như các bạn thấy đó, trong vòng khoảng 1 phút thì chúng ta đã có 4 loại thức uống khác nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cho cà phê vào thì cái ly cà phê sữa này chúng ta chia ra bao nhiêu lớp và như thế nào. Một, hai, ba, bốn. Ly cà phê sữa của chúng ta hiện tại chia ra là 5 lớp. Như các bạn thấy không, trong khoảng từ 1 phút thì các bạn cho ra được 4 loại thức uống khác nhau với 4 màu sắc và hương vị hoàn toàn khác nhau. Xin cảm ơn các bạn.